Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Sở Nội vụ phối hợp với Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu vừa tổ chức lễ công bố quyết định chỉ định cấp ủy viên và bổ nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định ông Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố, giữ chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Liên Chiểu, nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu để Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố điều động bổ nhiệm, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố điều động ông Trần Công Nguyên, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu Trần Công Nguyên gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và quận Liên Chiểu, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của quận Liên Chiểu trong thời gian tới.